Xin chào các bạn. Để trở thành một ca sĩ được yêu thích, khi biểu diễn trên sân khấu phải gặp không ít những điều phức tạp. Tôi phải nói rằng nhảy múa và ca hát cùng lúc trước hàng ngàn người không phải là điều dễ dàng. Có những khoảnh khắc đáng ngạc nhiên hơn so với những gì chúng ta mong đợi. Thật đáng buồn cười khi phải nhớ đến những khoảnh khắc như vậy. Hôm nay Dailya Z sẽ mang đến cho bạn video 5 tai nạn kinh hồn đã từng xảy ra trên sân khấu. Nào, let's go. Số 5. Ca sĩ nổi tiếng này là Miguel. Anh ta đang biểu diễn tại sân khấu Billboard và đã có một điều bất ngờ xảy ra. Chàng ca sĩ này đang rất cố gắng hết mình để đốt nóng khán đài và sự cố đã xảy ra. Tôi có thể nói với bạn rằng Miguel không phải là người duy nhất không quên ngày hôm đó, vì nó cũng khá đau đớn cho một fan hâm mộ. Cô gái này đã đứng sai chỗ khi đúng lúc chàng ca sĩ Miguel nhảy qua. Chúng ta hãy xem đoạn video này. Số 4. Có những khoảnh khắc trong cuộc sống mà chúng ta cảm thấy lo lắng hoặc chúng ta ăn uống không lành mạnh và cơ thể của chúng ta sẽ phải gánh chịu những hậu quả tồi tệ xảy ra. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều nhận ra anh chàng người Canada này. Vâng, đó là Justin Bieber. Ngoài sự thành công trên con đường âm nhạc, chàng ca sĩ này cũng trải qua một số những tai nạn trong khi biểu diễn trên sân khấu. Tôi không nói đến sự cố té ngã, nhưng đây là một sự cố hoàn toàn đáng kinh hãi. Tôi nghĩ lần này, các fan sẽ không muốn bất cứ một nụ hôn nào từ Mr. Bieber. Xem video nào! Số 3. Khi một người bị ngất xỉu, tôi nghĩ nó không phải là điều đáng để vui vẻ. Vâng, một điều gì đó tương tự đã xảy ra với Katy Perry khi cô đang biểu diễn trên sân khấu. Khi tôi xem video lần đầu tiên, nó thực sự gây sốc cho tôi. Vì chúng ta có thể thấy rõ rằng đó không phải là một trò đùa. Katy Perry ngã xuống và bất tỉnh. Và điều tốt lành là cô ấy vẫn ổn và đã hoàn thành buổi biểu diễn cho tất cả những người hâm mộ của cô ấy. Cùng xem nào! Số 2. Có lần nhóm nhạc One Direction biểu diễn trên sân khấu, có một sự cố đã xảy ra với một thành viên trong nhóm nhạc này, đó là Harry Styles. Có thể nói, rất nhiều phụ nữ là fan hâm mộ điên cuồng với anh ta, nhưng chàng ca sĩ trẻ này đã không may mắn. Trong đoạn video này, chúng ta sẽ thấy Harry cố gắng hành động như không có gì xảy ra. Tất cả sự cố đó đã được ghi lại. Mời bạn xem video. Và cuối cùng là số 1, nàng ca sĩ Lady Gaga. Mặc dù cô ấy luôn thực hiện các buổi biểu diễn trực tiếp một cách tốt nhất, lần này cô ấy đã có một sự cố nhỏ. Khoảnh khắc này xảy ra trong buổi biểu diễn âm nhạc của cô ở Houston. Rõ ràng là cô ca sĩ táo bạo này luôn muốn làm khán giả ngạc nhiên với những vũ đạo gây sốc của cô. Chúng ta đều biết cô ấy có kỹ năng nhảy tuyệt vời. Đó là lý do tại sao cô ấy rơi xuống là điều mà không ai mong đợi. Với tất cả điều trên, mời bạn xem video và cho ý kiến ở phần bình luận bên dưới nhé. Trên đây là video 5 tai nạn kinh hồn đã từng xảy ra trên sân khấu. Rất vui vì các bạn đã xem video. Nếu bạn cảm thấy hay thì mời bạn hãy like và share cho bạn bè của bạn. Và cũng không quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất từ kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!